Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến bàn giao căn nhà tình thương cho anh Đền và cũng có trao tặng chiếc xe đạp cho con của anh để đi học luôn. Thì cái nhà của anh Đền Thiện làm xong cách đây khoảng cả 10 ngày rồi, nhưng mà do anh Đền phải đi nhập viện rồi điều trị bệnh cho nên không có bàn giao được. Cho nên ngày hôm nay Thiện khi mà anh về đó Thiện cũng tranh thủ tới đây để quay phim bàn giao căn nhà này cho gia đình, cho ba cha con của anh. Dạ, chào anh Đền. Dạ. Mới vừa xuất viện về nhà đúng không anh? Dạ, dạ đúng rồi, mới xuất viện bữa nay. Dạ. Thôi giờ mời ba cha con vô trong này ha. Thì nhà này Thiện xây dựng với bề ngang 4m, dài 11m và cũng có lót cái nền gạch cho anh từ trước ra sau luôn. Đó, nói chung là nhà của anh là cái chiều dài là được 11m, cũng tương đối dài. Hôm nay thì Thiện đến để bàn giao căn nhà này cho anh Đền, cũng hỏi thăm cái sức khỏe của anh sau khi phẫu thuật xuất viện về. Dạ, chào anh Đền. Dạ. Anh nằm ở bệnh viện nào mới về? Ở Lập Giá. Dạ. Yeah. Là anh đi anh điều trị cái gì? Bị sỏi rớt dưới bàng quang. Dạ. Yeah. Rồi giờ xong chưa anh? Đã mổ xong rồi, bây giờ nó còn đau ra cuộc sống như bao tử. Hai thứ đó còn nó đang đau. Dạ, bây giờ còn đau không? Còn luôn à? Chưa hết nữa hả? Dạ chưa. Rồi chừng nào anh đi lại? 6-7 ngày nữa đi rồi đi khám rồi. Dạ. Hôm qua nghe nói là sét đánh vô nhà này hả? Dạ đúng rồi, sét đánh nó chết là chạm điện cháy hết luôn. Dạ. Dạ. Đây ha. Dạ dạ. Ok, cháy nguyên cái đường điện luôn kìa. Là lửa sáng cái nhà này luôn hả anh? Dạ dạ đúng rồi. Một bộ đánh ngay luôn hả? Đánh ở đâu trước này nè mà nó chạm cái dây điện thì chạy vô luôn. Dạ, là cái đường điện là hư hết trơn luôn. Dạ dạ. Đâu rồi, nửa cái bóng đèn nãy đâu rồi? Cho mượn chứ mượn coi. Ồ, đánh cái bóng đèn ở trên đó rớt xuống luôn đó hả? Dạ dạ đúng rồi. Đây cô chú anh chị, hôm qua sét đánh trúng cái nhà đó, rồi giờ đường điện là hư hết trơn luôn rồi bóng đèn rớt xuống luôn. Okay. Là đường điện là khét hết trơn luôn hả? Dạ dạ, khét hết luôn. Trời, lửa đỏ cái nhà luôn. Đó. Mấy đứa nó nằm ở đây là nó xét hai bên. Nó trời, lửa quá trời. Mà không có trúng hả? Không trúng hả? Không. Tụi con nằm ở trong nhà này đó hả? Rồi xét đánh lớn không? Lớn. Rồi lửa sáng nhà luôn hả? Dạ. Rồi có ai bị sao không? Không. Điếc lỗ tai không? Điếc luôn à? Trời ơi, đánh là đó giờ em đâu từng thấy mà đánh tới rớt cái này dữ gì? Dữ thiệt. Rồi lúc đó anh ở đâu? Đang nằm nhà bà nội á, nó đau á. Vậy hả? Hai đứa nằm trong nhà dài mưa đó. Ừ. Nghe đánh vậy coi rồi. Ừ. Xong rồi ha. Cũng ha, là nó nằm ở dưới gạch phải, nó dựa vô thiết chắc bị giật rồi. Dạ. Chạm như cái thiết. Ừ. Rồi cái căn nhà này xây dựng cho mấy cha con, anh thấy cái căn nhà này như thế nào anh? Dạ đẹp. Đẹp lắm, mừng lắm, được cái nhà vậy là rất là mừng. Dạ. Thì nhà của anh trước thì quay phim thì dự định là làm 48 thôi, nhưng mà sau đó thì các cô chú anh chị giúp đỡ thêm đó, mình làm ra thêm được 3 mét nữa. Dạ, là 11 mét. Dạ. Vậy là cất nhà xong mà anh cũng chưa được ở trong nhà đó hả? Dạ, đi trị bệnh đó, rồi mấy chú cho tiền được trước á. Rồi đi đóng lại người ta số, rồi đi khám bệnh đó, rồi ra cái bệnh này nè. Dạ. Rồi đi trị tới bây giờ luôn. Mình đang cất nhà thì thêm có ở nhà nữa. Ừ. Vậy là ngày hôm nay quay phim xong là chuẩn bị đi nữa đó. Dạ. Là nó đau dữ lắm hả anh? Đau, ngồi vậy nó gung. Gung hả? Dạ. Cái rau gai cục sống này nó ngồi lâu thì nó đau lưng. Gai cục sống rồi bị sỏi thận. Dạ. Rồi gì nữa? Bao tử. Dạ. Ba bệnh luôn. Dạ. Quá trời luôn rồi. Nhà bệnh gì rồi mấy đứa con ở với bà nội hả? Ở với bà nội nấu cơm cho ăn, bà cũng già rồi thì nấu ơn. Dạ.
Thì sau đây Thiện xin được đọc tên các cô chú anh chị đã gửi tiền về đây đóng góp xây dựng cái căn nhà này cho anh Đền. Thì chú Thành, cô Đông, cô Hoành, cô Hoài Thương là tặng 1.500 đô la Mỹ. Cô Thu Liên ở Sài Gòn tặng 2 triệu đồng để cất nhà và 3 triệu đồng để chữa bệnh. Cô Minh Hương, chị Thanh Trang 2 triệu đồng. Cô Hồng Nguyễn 500 ngàn đồng. Cô chú Hòa 200 Canada. Chị Thoại Vân 1 triệu đồng. Cô Từ Biên Hoa, Từ Tâm Hạnh, Chí Tài và Trung Tâm 200 đô la Mỹ. Chị Ngọc Nga 100 đô la Mỹ. Chú Nguyễn Văn Lê 4 triệu 6. Cô Thái Lâm Phụng 100 đô la Mỹ để mua xe đạp cho con của anh. Thì cái xe đạp thì mua 1 triệu 6. Thì số tiền kia là 2 triệu 3. Thì trừ ra 1 triệu 6 là còn 700 nghìn đồng. Tổng số tiền Thiện nhận được để giúp đỡ cho anh Đền là 58 triệu 100 nghìn đồng. Thì cất nhà là 51 triệu cộng lắp điện luôn. Nhưng mà xét đánh hư cái đường điện rồi cho nên bây giờ là Thiện phải cộng thêm 1 triệu nữa để làm lại toàn bộ cái đường điện cho anh. Mà tổng cộng 52 triệu. Mua giường ngủ, mùng mền, chiếu gối là 2 triệu đồng. Thì số tiền 58 triệu 100 nghìn đồng trừ đi... trừ đi cái phần mua giường ngủ với lại lắp điện là còn lại gửi tới anh là 4 triệu 8 ha. Là 4 triệu 8 là cộng cái phần còn dư xe đạp đó luôn đó. Bốn triệu rưỡi. 8 ha. Thì anh có đôi lời gửi đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho ba cha con anh đó. Dạ, em đầu tiên cũng cảm ơn các chú anh chị ở bên nước ngoài. Dạ. Cho em một cái căn nhà rồi cho tiền đi trị bệnh rồi. Em rất là mừng lắm. Tôi cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Không biết nói gì hơn mà đầu tiên là em rất cảm ơn rất nhiều. Dạ. Thiện cũng hy vọng là với cái sự giúp đỡ này đó, anh Đền anh ổn định được cuộc sống, có nhà cửa đàng hoàng, với lại hy vọng là anh điều trị hết cái bệnh này chứ đi rồi không hết cái này hoài là cũng tội nghiệp lắm. Tại vì cái bệnh nó cứ dây dẳng như vậy đó, anh không có làm gì được để nuôi con đó. Cũng hy vọng là cô chú anh chị có xem được video đó, giúp đỡ anh thêm để có tiền anh điều trị bệnh. Thì Thiện cũng chúc mừng cho anh ngày hôm nay có được cái căn nhà mới ở và cũng chân thành cảm ơn tới các cô chú anh chị đã ủng hộ giúp đỡ cho anh Đền. Đây đây là chiếc xe đạp Thiện có mua riêng cho con của anh nó đi học á. Đây là một chiếc của cô Thái Lâm Phụng gửi tiền về để mua tặng cho con của anh ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi giờ đây mình đi vô trong nhà quay phim trong tí xíu ha. Dạ dạ. Nói chung nhà của anh ở trong thì cũng chưa có gì ngoài cái giường ngủ. Nó là thì tại vì bây giờ mình được bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu thôi. Cô chú anh chị nào có giúp đỡ thêm sau này á thì em sẽ giúp thêm cho anh ha. Dạ dạ. Dạ. Ở đây cái hệ thống điện á, sau khi làm cho nhà của anh xong á thì sét nó đánh bây giờ là nó cháy khét dây điện ở bên trong hết trơn, hư hết trơn. Thì bây giờ không có còn sử dụng được nữa, cho nên phải thay toàn bộ cái đường điện này luôn. Hai các thiết bị điện luôn, tại vì đánh ngang bây giờ cháy hết ở dây ở trong rồi, khét luôn rồi. Ủa nãy giờ có điện không? Gấp rồi hả? Gấp rồi. Đánh bóng đèn gớt xuống luôn. Rồi trong này đựng cái giường ngủ. Ở trong này thì mới mua cho anh cái giường ngủ ha, bằng mền chiếu gói có sẵn hết á. Đây cái cửa sổ ở bên hông. Rồi phía sau này là 3 mét nữa nha. Ở phía sau này làm 3 mét nữa cho anh Đền. Đây có cái sàu não. Nhà anh này cũng chưa có toilet ha. Thì sau này nếu mà cô chú bác anh chị giúp đỡ thêm đó, em sẽ mua bếp ga, bình ga rồi cho anh, rồi xây cái toilet cho anh nữa. Hiện tại bây giờ là em có bao nhiêu đây thì giúp đỡ anh cái nhà trước, rồi còn dư một ít để anh điều trị bệnh. Dạ, dạ. Sau đấy mới có điều kiện thì em giúp đỡ anh thêm. Dạ, dạ. Nha. Dạ. Dạ.
Thôi trước mắt mình ổn định chỗ ở trước cái đây ha. Dạ dạ dạ. Dạ. Hôm nay Thiện đến để bàn giao căn nhà cho anh Đền xong rồi. Thiện cùng chúc anh thật nhiều sức khỏe, mau sớm khỏi bệnh. Dạ. Để quay về với cuộc sống bình thường. Dạ. Chúc cho hai đứa nhỏ nhiều sức khỏe nha, gắng học với con. Dạ. Có lớn là không có đi học lại được phải không? Dạ. Chỉ còn đứa nhỏ thôi hả? Dạ. Ừ. Thiện cũng mong rằng các nhà hảo tâm, các cô chú, các anh chị có xem được video ngày hôm nay thì giúp đỡ cho anh Đền thêm một phần nữa để anh có thể làm thêm cái toilet cũng như là mua sắm một số đồ dùng vật dụng trong nhà nữa. Thì chân thành cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều.